Kính thưa Thượng tướng Phạm Thanh Ngân và các vị tướng lĩnh, kính thưa đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên, các vị lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và huyện Khoai Châu, kính thưa các nhà khoa học và kính thưa toàn thể quý vị. Tôi có gửi đến hội thảo một cái báo cáo mang tên là Triệu Quang Phục và công cuộc khôi phục nhà nước Vạn Xuân. Và thực ra là muốn chỉ gửi đến để tham gia thôi, không có ý định trình bày. Nhưng mà ban tổ chức ấy, yêu cầu tôi trình bày ấy, thì tôi cũng xin theo quy định, tức là sẽ trình bày rất ngắn gọn. Cái báo cáo của tôi ấy, là gồm có hai cái nội dung. Thứ nhất là Triệu Quang Phục lui về xây dựng căn cứ kháng chiến mới ở đầm Dạ Chạch. Và cái thứ hai đấy là Triệu Quang Phục xưng vương thay đổi cục diện chiến tranh, giành lại quyền làm chủ đất nước. Xin cho tôi cái bản đồ. Trước khi mà nói về cái việc Triệu Quang Phục lui về xây dựng căn cứ ở đầm Dạ Chạch ấy, thì tôi cho rằng là cũng có một vấn đề mà chúng ta cũng cần phải thảo luận với nhau, mà tôi cũng muốn nêu ra. Đó là Triệu Quang Phục quê ở đâu? Trong nhiều báo cáo thì các đồng chí cũng đã có đặt ra, nhưng ở đây thì tôi cũng xin nói rõ cái quan điểm của tôi đấy. Đó là Triệu Quang Phục ấy là quê ở đây. Tức là Triệu Quang Phục ấy, sử chép ấy, là người huyện Chu Diên. Người Chu Diên. Thế mà sử cũng khẳng định rất rõ đấy, đầm Dạ Chạch cũng là thuộc Chu Diên. Đấy. Và đặc biệt ấy, là trong cái bộ Đại Nam Như Thông Chí đấy, thì nói rất rõ đấy, là cái huyện Đông Yên, đấy, cái khu vực Hưng Yên của chúng ta đấy, là thuộc Chu Diên thời Hán. Đấy. Thế thì vấn đề đặt ra là cái Chu Diên đấy, cái phạm vi của Chu Diên thì người ta thảo luận nhiều lắm. Đấy. Có người thì nói rằng đó là mãi tít trên chỗ Vĩnh Phúc, rồi nó rơi về bên cái chỗ Hà Tây trước. Cụ Đào Duy Anh thì lại nói rằng là nó là ở cái chỗ Hải Dương, rồi nó lan sang cái chỗ Hưng Yên này. Thế nhưng mà tất cả các ý kiến ấy, thì đều thống nhất rằng ấy, Hưng Yên của chúng ta là thuộc Chu Diên. Cái đó thì không có tài liệu nào phản đối cả. Thế và qua cái chép như vậy đấy, thì chúng tôi đồng ý với cái ý kiến của giáo sư Đào Duy Anh viết trên Đất nước Việt Nam qua các đời đấy, năm 1964, thì ông ấy khẳng định rằng là Triệu Quang Phục ấy là về quê ấy, và phải nói là dựa vào cái người dân ở quê mình ấy để xây dựng căn cứ Dạ Chạch, xây dựng căn cứ kháng chiến ấy. Cái điều này vô cùng quan trọng ấy. Phải nói rằng là người ta hay nói đến cái chuyện là cái đầm Dạ Chạch ấy là nó hiểm trở, nó khó khăn, nó tất cả các thứ khác ấy. Nhưng mà phải nhớ rằng ấy, là Triệu Quang Phục ấy, là trở về quê đấy để xây dựng cái căn cứ kháng chiến trong lòng người dân quê hương ấy, thì mới phát huy được triệt để cái sức mạnh cho cái cuộc kháng chiến mang cái tính nhân dân sâu sắc. Thế đấy là cái thứ nhất mà tôi muốn rõ, nói rõ cái quan điểm của tôi. Cái thứ hai đấy là về đầm Dạ Chạch. Thì đầm Dạ Chạch ấy, thì ai cũng biết nó là đây rồi, đúng không ạ? Sử chép rất là rõ. Thế nhưng mà gần đây đấy thì có cái quan niệm đó là đầm Dạ Chạch là nó chỉ còn lại là một cái vết đầm hồ ở cái xã Dạ Chạch ở cái khu vực xung quanh đấy thôi. Thì tôi xin nói ngay là không đúng. Trên bản đồ đấy chúng tôi đã có cái thể hiện một cái vùng ấy, là mà chúng tôi cho màu sẫm ấy, màu xanh sẫm ấy. Có thể là nó tương đương với đó. Chúng tôi đã dùng cái bản đồ không ảnh để hiểu rằng ấy, là cái vùng này trước đây nó là cả bãi tự nhiên ở bên kia sông Hồng, rồi sang bên này đấy, thậm chí nó vòng lên trên cả cái khu vực Văn Giang, rồi nó kéo xuống đến cái chỗ Kim Động ở bên dưới nữa, chứ không chỉ là riêng cái, nhưng mà cái trung tâm của đầm Dạ Chạch ấy, hay là nói khác đi, tức là cái vị trí chính của đầm Dạ Chạch ấy, thì chính là nó bao lấy gần như toàn bộ cái huyện Khoái Châu của ta. Ở trên đó đấy thì phải nói rằng là có rất nhiều các cái di tích về hoạt động của Triệu Quang Phục, đặc biệt là những cái đền thờ Triệu Quang Phục ở cái khu vực xung quanh, thì chúng tôi cũng đã có thể hiện ở trên cái bản đồ như vậy. Thì phải nói rằng là đấy là một cái chỗ mà
chúng ta cũng cần phải xác định cho rõ, chứ không nếu như mà chỉ đi tìm những các cái vùng trũng như là sử cũ mô tả đấy thì phải nói là khó có thể hình dung được cái đầm Dạ Trạch ngày trước. Tôi cũng lưu ý một chút đấy, là vào trong khoảng 18 năm liền vỡ đê Phi Liệt Văn Giang đấy, tức là vào cái quãng khoảng năm 1871 đến 1889, trong khoảng 18 năm liên tục vỡ đê Văn Giang đấy, đấy thì phải nói là cái cát sông Hồng ấy đã lấp hết, gần như gần hết cái đầm Dạ Trạch. Và phải nói là những cái vị trí cao nhất, ví dụ như là cái chỗ đền Hóa đấy, thì gần như cát cũng đã lấp đến cái thềm của cái di tích này rồi. Cho nên ấy, có thể nói là phần lớn các cái di tích ấy đã bị cát vùi lấp. Và bây giờ có thể nói là rất khó có thể tìm thấy được. Tuy nhiên ấy, là bên khảo cổ học ấy, tôi thấy rằng là phải nói gần đây khảo cổ học cũng đã có những cái cố gắng rất là lớn và đã tìm thấy ở ngay cái vị trí cái miếu thờ, cái đền thờ cụ Triệu Việt Vương ấy, thì đã tìm thấy các cái gạch hình ô trám. Ở đây thì có giáo sư Tống Trung Tín ở bên khảo cổ đây, đúng không ạ? Rồi các cái rất nhiều và một số các cái hiện vật, các cái đồ gốm ấy, thì có thể xác định được đấy là các hiện vật của cái thế kỷ thứ 6, hoặc là có thể trong cái quãng khoảng thời gian tương đương như vậy. Và tôi cho rằng cái phát hiện này là vô cùng quý để nó kiểm chứng tất cả những các cái tư liệu thư tịch cũng như là các cái truyền thuyết dân gian về cái di tích, về đầm Dạ Trạch, về Dạ Trạch Vương, và có thể ngược lên trên nữa là cả về cái Trừ Đồng Tử và Tiên Dung nữa, vân vân. Thì cái đầm Dạ Trạch ấy, thì tôi cũng chỉ xin nói một chút thôi. Thế và cái sử có chép ấy, là Triệu Quang Phục ấy, Triệu Việt Vương là chống nhau với Bá Tiên ấy, đóng quân ở trong cái trận này và thường đánh bại quân Lương ấy, người trong nước gọi là Dạ Trạch Vương là như vậy. Một vấn đề đặt ra đấy là vậy thì Trần Bá Tiên và Dương Sàn ấy, trước đó là cả Dương Phiêu nữa đấy, là đóng đại bản doanh ở đâu? Và từ cái đầm Dạ Trạch này đấy là Triệu Quang Phục đã tổ chức lực lượng tấn công vào cái chỗ nào? Thì chúng ta mới có thể hiểu được về chiến lược, về chiến thuật. Chứ còn nếu như chúng ta cứ nói chung chung là đánh vào Long Biên, mà có nhiều người ngày trước nói rằng là Long Biên ấy là ở tít ở trên cái chỗ Bắc Ninh bây giờ ấy. Bây giờ thì có người ta chứng minh rằng là cái thành Long Biên đấy chính là cái thành Vi Lâu bây giờ. Tôi cũng đồng ý như vậy. Nhưng mà như vậy thì vô lý và hoàn toàn không có cái dấu tích gì về Triệu Quang Phục đấy là đánh vào chỗ đó cả. Thế nhưng mà từ thế kỷ thứ 19 ấy, thì cụ Đặng Xuân Bản ấy đã xác định ấy, là cái vị trí đóng quân ấy, hay là cái đại bản doanh của Triệu Quang Phục ấy, ông có xin lỗi, đại bản doanh của Trần Bá Tiên ấy, để mà đánh Triệu Quang Phục ở đầm Dạ Trạch như này là ở thành Thăng Long. Thành Thăng Long. Tất nhiên là lúc đó chưa có thành Thăng Long, nhưng mà chúng ta nhớ rằng là Lý Bí đấy, khi mà thành lập nhà nước Vạn Xuân đấy và đóng đô đấy, là đóng đô ở cái vùng cửa sông Nhị Hà Tô Lịch, tức là cái khu vực trung tâm của thành Thăng Long bây giờ đấy. Cho nên đấy là cái việc mà Triệu Quang Phục ấy đóng quân ở đây và tấn công vào cái khu vực gọi là trung tâm của Hà Nội bây giờ đấy, là tôi cho rằng là đấy là cái công việc hết sức rõ ràng và logic đấy. Chúng tôi đã thể hiện trên bản đồ đấy, ở bên trên đấy thì cái ô nhỏ là cái ô vuông nhỏ là cái thành Tô Lịch, và cái ô vuông lớn là cái thành Thăng Long. Thì chúng ta thấy được là từ cái căn cứ Dạ Trạch đây, từ đầm Dạ Trạch đây ngược sông Hồng đi lên trên đấy chỉ là một đoạn thôi, là một đoạn thôi. Và hai cái chỗ này nó có một cái mối quan hệ rất là mật thiết với nhau. Thì mình nói rằng là xác định được cái vị trí của cái nơi đóng quân ấy, hay là cái đại bản doanh của Trần Bá Tiên ấy, thì mới có thể giải thích được cái vai trò, cái vị trí, cái lợi thế của cái căn cứ Dạ Trạch của Triệu Quang Phục là như thế nào, và càng hiểu rõ hơn ấy, cái tài của Triệu Quang Phục khi mà chọn cái vị trí này để xây dựng căn cứ kháng chiến. Thế thì về cái nội dung này đấy, thì tôi cũng chỉ xin nói gọn lại như thế thôi. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết ấy, là Quang Phục rõ đường đi lối lại, đem hơi vạn người, hai vạn người vào đóng ở nền đất trong đầm, ban ngày đấy tuyệt đối không để lộ khói lửa,
và giấu người, ban đêm dùng thuyền độc mộc đem quân ra đánh doanh trại của Bá Tiên, giết và bắt sống rất nhiều, lấy được lương thực để tạm làm kế cầm cự lâu dài. Bá Tiên theo hút mà đánh nhưng không đánh được. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục cũng giải thích tương tự, là Dạ Trạch là cái chằm chu vi không biết bao nhiêu dặm mà kẻ cỏ cây rậm rạp, giữa chằm có bãi ở được, bốn mặt thì bùn lầy. Người ở đấy, đấy thuộc đường đấy, là dùng xào đẩy thuyền độc mộc để đi lại. Quang Phục đem hơn 1 vạn người vào giữa chằm ấy, ban ngày thì bật hẳn khói bếp khỏi nấu, đêm đến thì đem quân ra đánh úp trại quân Lương, giết chết và bắt được rất nhiều. Đó. Trông vào những cái lương thực ấy, và bắt được ấy, để làm kế duy trì lâu dài. Bá Tiên cứ theo dõi để đánh, nhưng mà rút cục thì vẫn không thắng được. Đấy. Thế thì có thể hình dung ra đấy là cái căn cứ Dạ Trạch ấy, đấy, của Triệu Quang Phục là như vậy. Thế thì giữa cái lúc đó đấy thì tình hình nó có thay đổi. Thay đổi ở cái chỗ đấy, tức là cái lực lượng của Triệu Quang Phục ấy thì càng đánh càng mạnh lên, đấy, càng ngày càng phát triển như vậy. Trái lại đấy thì quân Lương đấy thì càng đánh thì càng bị tiêu hao. Và giữa cái lúc đó đấy thì ở bên Trung Quốc là có cái loạn hầu cảnh, đấy. Và Trần Bá Tiên thì phải nói rằng là đấy là một cái viên dũng tướng, cái viên tướng số 1 của Lương Vũ Đế, đấy, là được điều về Trung Quốc ấy để mà dẹp loạn hầu cảnh, đấy. Và đi theo Trần Bá Tiên ấy cũng là một loạt các cái tướng lĩnh giỏi nữa, chứ không phải là chỉ riêng một mình Trần Bá Tiên đâu. Thế còn là giao lại cái quyền ấy cho Dương Sàn ấy, thì Dương Sàn như sử mô tả là một cái tướng rất là tầm thường thôi, cũng không có tài cán gì, mà lại lúc đó lại thực hiện một cái kế, tức là muốn đánh cầm cự với ta, tức là nó đang ở cái thế thượng phong, tức là cái thế mà đánh tiêu diệt một cách rất là nhanh chóng lực lượng ta như vậy, thì nó lại chuyển sang cái chế là đánh cầm cự để mà chờ cái cơ hội để mà tiêu diệt cái lực lượng kháng chiến của ta. Cho nên là nhân cái cớ đó ấy, thì phải nói rằng là Triệu Quang Phục ấy đã mở rộng cái hoạt động đấy. Có thể nói là lúc này đấy, lực lượng của Triệu Quang Phục ấy là không chỉ tập trung ở cái đầm Dạ Trạch gì đâu, mà là mở rộng ra tất cả các nơi, ra các cái địa phương, đặc biệt là trên cái vùng châu thổ sông Hồng này đấy. Tôi cũng thấy là rất là lạ là khi mà đi khảo sát ở các địa phương ấy, thí dụ như là tỉnh Nam Định thì có tới cả gần 100 di tích đấy, thờ Triệu Quang Phục chứ không phải ít đâu. Rồi tỉnh Ninh Bình cái số lượng cũng gần như tương tự đấy. Và ở rất là nhiều nơi khác thì phải nói là cái lực lượng ấy là rất là mạnh đấy. Thế và tôi cũng ngạc nhiên nữa đấy, là khi chúng tôi khảo sát ở trong Thanh Hóa đấy, thì ngay cạnh cái đền Bạt Triệu ấy là cũng có một cái gọi là cái đền thờ Triệu Quang Phục, mà nói là đấy là cái doanh trại đấy, một cái cơ sở đóng quân của Triệu Quang Phục ngay cạnh đền Bạt Trại, tức là Bạt Triệu ngay tại cái núi Gai đấy. Đấy. Và cái di tích đó cũng đã được xếp hạng quốc gia đấy, vân vân. Thì rất nhiều nơi như vậy thì ta thấy được là lực lượng của Triệu Quang Phục lúc này đấy là mở tung ra khắp bốn phương tám hướng như vậy. Và trên một cái thế thượng phong như thế đấy, thì ngay từ cái căn cứ Dạ Trạch này đấy, Triệu Quang Phục đã tổ chức một cái cuộc tấn công quy mô lớn đấy, đánh thẳng vào cái trung tâm của Dương Sàn lúc đó đấy. Tôi xin nói là, tức là theo tôi nó là phải ở cái khu vực thành Thăng Long bây giờ đấy, và đã tiêu diệt Dương Sàn, và có thể nói rằng là đã giải phóng toàn bộ đất nước. Và trên cái thành tựu ấy, ấy thì Triệu Quang Phục ấy là trở thành ra cái người đứng đầu một cái khôi phục lại một cái nhà nước Vạn Xuân độc lập, và trở thành cái người đứng đầu cái nhà nước Vạn Xuân độc lập theo đúng theo cái tinh thần bàn giao của Lý Nam Đế từ năm 547. Thì có lẽ là cái báo cáo của tôi đấy, thì tôi cũng chỉ xin nói lại một cách rất là sơ lược như vậy. Có một cái điều nữa đấy, tôi cũng muốn nói thêm, tức là sử cũ đấy thì chắc rằng là Triệu Quang Phục ấy là lên ngôi và đóng đô ở Long Biên đấy, và nhiều người cũng vẫn nghĩ rằng đấy là Long Biên là Bắc Ninh đấy. Thì tôi cũng xin nói lại rằng là theo tôi đấy thì Long Biên đấy, lúc này đấy phải là cái khu vực thành Thăng Long, và cái dấu tích đó cũng còn rất là rõ ràng đấy. Thưa với hội thảo rằng là cái này thì nó nằm ngoài cái báo cáo của tôi, nhưng mà tôi cũng đã có cái khảo sát đấy. Vì cái chuyện mà Triệu Quang Phục ấy với Lý Phật Tử là có cái chuyện là mâu thuẫn với nhau và đánh nhau, rồi sau này đấy là chia lôi cái bãi quần thần
đấy, chia đôi cái bãi quần thần đấy, thì lý Phật tử đấy là về đóng đô tại cái chỗ Ô Diên, tức là chỗ Hạ Mỗ, chỗ Đan Phượng bên này. Còn đấy là Triệu Quang Phục là ở phía đông của cái bãi quần thần, mà cái bãi quần thần hiện nay nó vẫn còn cái chùa ở cái chỗ Hạ Mỗ đấy, là nó vẫn còn cái chùa ghi rõ rằng đây là ranh giới của hai nước là Triệu Lý, ghi rõ như vậy đấy. Tôi có chụp được cả cái câu đối đó. Và như vậy đấy thì ở trên bản đồ tôi có thể hiện ra đấy, thì cái chỗ cái bãi quần thần đấy bây giờ nó là thuộc cái thường Thượng Cát đấy, của Từ Liêm Bắc. Cho nên là cái chỗ đóng quân phía đông ấy, hay là cái kinh đô thì vẫn là ở cái chỗ thành Thăng Long này thôi. Đấy, thì có lẽ rằng là cái báo cáo của tôi thì tôi chỉ xin dừng lại ở đây. Xin cảm ơn toàn thể quý vị.